cho bạn gửi cho mình một cái cục sạc dự phòng mua trên mạng. Không biết từ cái nền tảng nào như mình thấy những cái cục sạc này nè, nó bán nhan nhản trên các sàn như Lazada, Ki, Shopee, đặc biệt là Facebook ha. Thì có một số các cửa hàng mà làm ăn không uy tín á, thì người ta hay bán cục sạc dự phòng này với giá rất rẻ, khoảng vài chục nghìn. Thì đánh vào tâm lý người sử dụng bỏ ra một ít chi phí nhưng mà được cái cục sạc dự phòng. Ở đây người ta thấy nó ghi chú là cái dung lượng của nó nè, nó lên đến 30.000 mAh ha. Cái điện áp bỏ ra là 5V 1A, có hai cổng output, có nghĩa là hai cổng lan USB nè, và cái ngõ vào của nó là cái cổng micro USB ha. Với cái mức điện áp DC 5V 1A thì mình kết nối phía trước, đây là cái cổng đầu vào và hai cổng đầu ra output. Thì bạn đó mua về sử dụng với cái tình trạng là rất nhanh hết pin, khi mà cắm sạc á, bình thường nó vẫn báo sạc đầy full 100%. Đó, mình cắm cái cáp sạc vô cổng micro USB input đó, ngõ vào. Thì tình trạng này nó vẫn báo sạc đầy 100% nha. Tuy nhiên khi mà mình lấy cái củ sạc dự phòng này ra, mình sạc vô các thiết bị khác thì xài rất nhanh hết pin. Nó chưa được khoảng 50 phút á, nó đã tuột hết pin rồi. Thì để mình tiến hành mình mở cái cục sạc dự phòng này ra coi bên trong nó có gì ha. Mấy đường viền bên đây nè, là cái các bạn lấy một cái dũa móng tay hoặc là lấy cái vật kim loại mỏng mỏng á, mình bẫy lên ha, bẫy từ từ lên. Cái chất liệu nhựa rồi cái này nó như mình thấy, nó khá lỏng lẻo, nó không có cứng cáp như những cái cục sạc dự phòng zin ha. Tại vì á, đa phần mấy cục sạc mà chính hãng tốt á rất khó mở ha, mình phải lấy dán keo á. Còn đây mình nạy từ từ ra có bên trong nó có gì mà xài nó mau hết pin này. Mặc dù cái dung lượng bên ngoài á nó ghi 30.000 mAh ha, rồi bên trong đây là cái ruột của cái cục sạc dự phòng power bank 20+ ha. Là nó khá đơn giản, ở đây nó chỉ có 5 cái sạc pin 18650 thôi nha, trong đó chỉ có kết nối với một cái sạc pin 18650, còn mấy cái sạc pin này nó không kết nối với nhau ha. Mấy cục pin là toàn pin trời hết ha. Ở đây mình có 4 cái cục sạc pin 18650 rồi và một cục 18650 nó kết nối với cái mạch sạc. Thì cái điện áp ra của nó chỉ đủ ra sạc cho một cái sạc pin 18650 này. Nếu để tăng dung lượng á thì theo nguyên tắc thì tất cả 5 cái sạc pin này á nó sẽ ghép song song với nhau ha. Còn đằng này nó không có hàng vô, thì muốn vậy là cái cực dương nè nó hàng chung với nhau và cực âm nó hàng chung với nhau ha. Còn ở đây là nó đã mỗi cell pin này rồi hết rồi. Để mình kiểm tra coi, đo thử cái điện áp
cái xe pin này á, nó sạc đầy ha, chứng tỏ là cái xe pin này còn xài được. Rồi điện áp của nó là khoảng 4V ha. Ok, tại vì nó đặt sạc full 100% á, thì tất nhiên cái xe pin này nó phải để cho cái xe pin này hoạt động. Còn tất cả xe pin này mình để mình kiểm tra từng cục coi. Rồi, không mất áp luôn rồi. Mình nghi mấy cái cục xe pin 18650 này á là toàn bị hư không nha. Tí mình kích thử coi nó có vô điện hay không. Nó gắn như vậy á để cho nó có trọng lượng ha, tại vì nếu mà gắn một cục á thì cái cục sạc dự phòng này á nó khá nhẹ. Đó, như đây á mình thấy bốn cái cục cell pin 18650 này không có cục nào có áp hết. Rồi để mình kích pin thử coi. Ở đây mình chỉnh cái điện áp khoảng 2,5V thôi. Tại vì không có áp á nha. Các bạn chỉnh càng thấp càng tốt. Chứ không nên chỉnh điện áp quá cao, tại vì nó khi mình trường hợp mà nó, mình giả sử là nó mà sạc vào pin á thì tất nhiên á cái điện áp nó cũng tụt giảm và cái kim dòng nó sẽ tăng lên luôn. Thì cái quá trình kích pin á thì mình kích từ từ thôi ha. Từ cái điện áp thấp mình kích dần lên điện áp cao. Chứ mình không nên để cái điện áp cao mình kích luôn. Đây mình kẹp thử đây, cho nhanh ha. Rồi nó không nhích nhê gì luôn ha. Mình nghĩ là cái mấy xe pin này nó hỏng hết rồi. Không thấy kim dòng nó lên. Không có cục nào lên hết. Thì trong các video trước á, có hướng dẫn các bạn mà cách phục hồi lại những cái xe pin 18650 này nè. Có nghĩa là trong trường hợp mà mất áp vậy á thì các bạn dùng cái vật nhọn như cái tao, cái tâm á, các bạn chọt vô cái khe ở cực dương này nè. Rồi ấn xuống, khi mà cái cực dương này á, nghe một tiếng xì một cái á là bên kia nó đóng mạch á. Tất nhiên là cái cục pin của mình á, mình coi nó có thể kích được hay không ha. Mà mình nghĩ tất cả cái cell pin này nó hư rồi, thuộc loại thải loại của, chứ không có pin nào mà còn kích được á, nó không xài được. Mình dẹp qua bên đây. Nói chung cái mạch sạc này á, khá đơn giản. Nó chỉ sử dụng con IC sạc nè, có 3 cổng USB ngõ ra output. Ở đây nếu mà mình ráp lại trong cái vỏ này á thì nó sẽ bị mất một cổng. Đây, đèn LED nè, chỉ có 2 cổng này thôi. Lẽ ra nếu mà nó làm đàng hoàng á, nó sẽ khoét một cái lỗ cho cái ngõ ra cái cổng USB output. Còn đây á, nó không có ha, nó chỉ có xài được 2 cổng thôi. Vậy nói chung cái này thiết kế dư. Rồi hoạt động ở đây á thì có một con LED ở đây thì nó có chức năng làm đèn pin ha. Đây, khi mình nhấn nút nguồn á, nhấn và giữ nút nguồn thì đèn pin nó sáng. Đó.
Còn khi mình nhấn giữ nút nguồn lại thì là pin đã tắt ha, bật tắt nút đường pin thôi. Tóm lại cái mạch, xài được cái mạch nè, có xe pin này để secure thôi. Thế đây mình tận dụng cái gì? Nếu mà các bạn mà tính mua cái cục sạc dự phòng á, thì các bạn nên mua những cái chỗ mà có uy tín ha, chỗ nào có thương hiệu á, thì lúc đó người ta sẽ tiến bảo hành cho các bạn. Và cái dung lượng, đặc biệt là dung lượng của nó chính xác hơn so với những cái dung lượng ảo này, nó ghi 30.000 mà thực ra nó chỉ có một cái xe pin này, một cái xe pin 18650 này á, cái dung lượng của nó thấp nhất khoảng là 2000 mAh ha. Như vậy á, ở đây là cái xe pin này chỉ có dung lượng là 2000 mAh thôi, nó như cái cục pin điện thoại thôi, sẽ thấp hơn cái những cục pin điện thoại smartphone đó. Smartphone bây giờ nó nhiều khi nó 4-5000 mAh ha. Ở đây chỉ có 2000 thôi. Hàng gì mà nó sạc cho khác cái chút xíu là nó hết pin ha. Còn mấy xe pin này nó là nói chung là nó bỏ vô đây á, chủ yếu là để nó làm cho cái trọng lượng của cái cục sạc dự phòng này nè, mình cầm nó nặng nặng chắc tay á, nên mình nghĩ nó là nó đúng cái dung lượng của nó là khoảng 30.000 mAh, nhưng mà thực tế của nó là không phải ha. Đa phần là lừa đảo này nhiều. Thì đối với trường hợp này á, mình sẽ tiến hành mình, một là mình thay các cell pin 18650 khác, dung lượng nó tốt hơn ha. Như ở đây mình có cell pin của Samsung nè, cái dung lượng nó cao hơn ha, khoảng là một cái cell pin của nó là nó 2500 mAh ha. Thì mình giả sử một cái cục này á là 2000 đi, nó ghép 5 cục ghép song song với nhau là 10.000 mAh. Thì với xu hướng hiện tại á, người ta sẽ không dùng những cái cell pin 18650 nữa, mà người ta chuyển sang sử dụng cái cell pin li polymer ha. Thì mình tiến hành mình sẽ giữ lại cái mạch sạc này, cái vỏ nào mình giữ lại cho bạn. Rồi, còn cái phần mạch sạc 1S này á, mình giữ lại luôn ha. Mình chỉ thay cái cell pin này ra thôi. Mình gắn tiến hành mình lấy cái pin li polymer, mình chuyển qua đây trên tay mình nè. Những cái cell pin này xài khá ổn ha, chất lượng nó, dung lượng nó đúng dung lượng của nó, không phải là dung lượng ảo nữa. Một, mình thay cái cell pin li polymer nè, một cái cell pin của nó là 5000 mAh ha. Cái công suất của tao nó là 18.5 W/giờ. Thì đây cell pin nó ghép song song với nhau á, thì cái dung lượng của nó là 10.000 mAh ha. Thì mình sẽ lấy cái cell pin này, mình thay thế luôn 5 cái cục cell pin 18650. Rồi mình tiến hành mình gỡ cái mạch này ra. Mạch này mình chắc chắn là thầy tốt nha. Đó mình xả. Giữ lại cái mạch này có hai phần B cộng B trừ nè, các bạn quan sát trên bo thì mình hàn cho đúng chiều của cục pin ha, B cộng B trừ nè, chân dương chân âm. Ở đây mình ướm thử coi, mạch gắn đây rồi mình ướm là vừa khít luôn nha. Rồi cái dây dương của nó ngắn, hơi ngắn một xíu, mình cắt mình độ lại. Còn cái dây âm là vừa ha. Như vậy á, mình chỉ cần hàn thêm cái dây dương là ok. Thì đây cũng là một giải pháp nha. Nếu mà các bạn á gặp những cái trường hợp nào như thế này á, thì mình có thể mình độ chế lại cũng được.
cái xu hướng hiện nay người ta ít xài những cái cell pin 18650 nè, người ta chuyển xài cái cell pin polymer này nè. Bên ngoài nó cũng bán sẵn mấy cái cell pin như thế này luôn, mình về mình mua rồi mình độ chế lại thôi. Nói chung là nó gọn hơn. Làm thì cũng dễ ha. Đó, các bạn lấy một cái dây mà phải ướm thử cho nó vừa sát cái phần bo mạch của mình cần đến. Đó, nó vừa đủ ha. Rồi thế này mình sắn hai cái đầu dây này vô. Rồi sắn chặt nha. Rồi mình xi chì, lấy dây chì á cho mình ít nó mở hàng à. Rồi mình lấy dây chì mình xi. Hàng vô luôn nha. Nói chung mình hàng cho chắc chắn lại nha. Còn cái phần dây âm của nó là ok ha. Rồi, nó bám chắc nè. À, dính nguyên cục chì ở đây nè. Rồi tiếp theo đây á, để cho cách điện á thì mình lấy một cái ống gen ha. Mình lấy một cái coi nhiệt nè, mình cắt cái mình đo ướm thử, mình cắt một đoạn vừa một vải thôi. Đây. Rồi mình luồn vô cái phần dây điện hôm nãy á, cho cách điện luôn ha. Đây mình tiến hành mình hơ lửa. Đó, cho nó co vô là nó bám sát với dây đồng ha, đồng thời nó sẽ là cách điện luôn. Cái này là cái co nhiệt nó bằng cao su ha. Ok. Rồi. Ở đây mình lấy cái bo mạch ra mình tiến hành mình hàn lại thôi. Mình hàn phần dương trước nha. Cho ít mỡ hàn luôn. Ok. Rồi mình hàn chân âm đâu. Vậy đã xong. Cái công việc cuối cùng của mình là ráp vô thôi. Ở đây nè, nó có mấy cái chốt giữ định vị á, để nhét vô cái mấy cái lỗ của bo nè, cho nó không di chuyển á. Thì mình lắp cho vừa đúng cái, nhét cho được đúng cái lỗ của nó. Một số các bạn muốn an toàn hơn thì mình bắn cao nến vô nha. Còn ở đây mình không cần cao nến nữa. Thì tí nữa mình sẽ lấy cái tuyếp keo E8000 này nè. Mình dán qua cái viền ha. Đó. Đơn giản vậy thôi.
Rồi mình tiến hành mình test thử ha. Đây nút nguồn đó nè. Đó, nó báo 50% mà. Đây mình cắm sạc vô, có sạc không? Đó. Đó 50%, bây giờ nó báo 75% ha, ok ha. Thì mình chắc chắn á, thì cái mạch sạc này, mạch sạc 1S đó thì nó lúc đầu á, nó đã test với cái xe 18650 này ok rồi, thì sạc đầy full 100% á, thì chắc chắn là cái mạch này nó cũng sạc đầy cho xe pin li polymer này á, 100% luôn ha. Đây, nó đang sạc nè. Rồi tiến hành mình ráp cho cái vỏ vô. Trên đây mình thấy nè, có cái keo dính băng dính hai mặt á, nó ép sát vô rồi. Rồi mấy cái phần chốt này nè, nó sẽ cố định, nó đẩy cho cái bộ mạch này nó sát xuống ha. Mình đi dây lại cho nó gọn lại, ok. Đây mình lấy keo E8000, mình dán qua đường viền của nó nè. Đây mấy cái phần ngàm cái này nè, mình chưa gắn phần ngàm nó rồi. Đến bên trong bên ngoài luôn ha. Các bạn mà để mà không bị vô nước á, mình dán sát luôn cho nó khít vô nhau luôn nè. Mình đi sát luôn thì từ đó nó sẽ ôm sát. Như vậy là ok nha các bạn. Đó, mình tiến hành mình cần đậy nắp lại. Đối với phần keo mà nó lòi ra nhé, mình lấy tay mình dán nha. Cái này sát lại được. Dư là một keo, mình dán nhập kính lại ha, cho nước nó không vô. Đây, đây, bóp sát vô. Đó là 100. Tiếp theo mình lấy cái thun á, mình cột lại ha, cho nó cố định. Chờ keo khô là ok. Các bạn cột càng kỹ càng tốt ha. Cột kỹ thì nó keo nó dính sát hai nhau, nó dễ dính, nó họ không bị hở nữa. Đó, dán chặt.
bạn nên nhớ các bạn, cột càng kín nó càng chắc ha. Để mình cột thêm ở đây nè. Ok, như vậy đã xong rồi. Đó, mình chờ cho mấy tiếng sau á, keo nó khô là xong mình lấy ra. Ở này nó không bị hở nữa nha. Đầu mình tháo ra chắc chắn là cái nhàm nó không chắc nữa, nó không bị hở. Rồi mình sạc pin thôi. Đây nè, báo 100% nè. Rồi như vậy á, làm video này á, mình hướng dẫn các bạn cách độ chế cái cell pin bên trong cục sạc dự phòng á, tại vì mình mua trên mạng á. Nếu mà các bạn mà không tìm ra cái chỗ uy tín hoặc là không tìm ra những cái cửa hàng nào bán đồ chính hãng á, thì các bạn sẽ dễ mua lầm. Đối với cell pin 18650 này nè, nó rất hay chết ha. Bây giờ cái dung lượng của nó không có tốt bằng những cái cell pin lead polymer. Tại vì cái cell pin của nó, nếu đối với những cái cửa hàng mà nó bán hàng chính hãng á, thì như những cái cell pin nè, nằm trên cell pin laptop á, hay là gì á, là những cái cell pin 18650 này là chất lượng ha. Còn đa phần á, nó bán hàng chưa nổi thị trường á, thì cái dung lượng của nó và chất lượng của nó rất kém. Nó bán để cho nó bán, nó đánh vào cái tâm lý mua giá rẻ của người sử dụng á. Nên cái dung lượng mà của cục sạc dự phòng mình muốn mua á, nó không chính xác ha. Nó toàn là những cái dung lượng ảo không. Ở đây như giả sử đi, nó ghi 30.000 á, nhưng mà thực tế của nó chỉ dùng một cái cell pin 18650 này maximum có chắc khoảng 2.000 mAh thôi ha. Còn đối với những cell pin mà nó có name, có tên tuổi á, thì chắc chắn là nó ghi đúng cái thông số của nó luôn. Như ở đây là mình thấy nó ghi là 10.000 mAh nè, thì chắc chắn nó sẽ có hai cái cell pin lead polymer nó ghép lại với nhau, hoặc là nó chế luôn một cái cell pin 10.000 mAh luôn ha, đúng cái dung lượng chuẩn của nó, chứ không có những cái phần mà ảo ghi trên cái vỏ máy nè. Rồi video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.